bây giờ mát mẻ và mình thấy là cũng khá là sáng chứ không có tối. Nhưng mà bây giờ cũng là 6 giờ chiều rồi, thì bây giờ không biết các bạn tối chưa, nếu chưa thì theo tụi mình ăn tối thôi. Food court Clementine này bán rất là nhiều đồ ăn nha các bạn. Và đặc biệt đây là food court rất là rộng lớn, có thể chia thành hai khu, một khu A và một khu B. Thì đây là tập trung những cái món ăn của Singapore, Malaysia, India và những món ăn của Trung Quốc nữa rất là ngon. Thì bây giờ mình dẫn các bạn tham quan một vòng, sau đó mình sẽ lại mình order những cái món mà mình rất là thích ở đây. Thì hiện tại bây giờ hai chị em mình đang gần như là sẽ tiến vào cái khu chỗ food court ở Clementine nha mấy bạn. Mình sẽ đi một vòng của khu ăn uống này để các bạn tham quan luôn nhé. Cái này thì cái này chính là sang hải sài đông bao. Ở đây mình là làm tại chỗ luôn nha. Ở đây là cái sang đông đông linh, nó giống như cái hạt thánh bên mình vậy đó, nhưng mà ở đây họ tự làm hết nha, là bằng tay làm trực tiếp tại chỗ như thế này. Đây là cái bàn, làm bàn nhà bột của anh chủ quán.
không? Thấy khách hàng đứng đợi hàng dài vậy chờ mua á. Trung Quốc hình như là thích ăn hẹ phải đó.
rồi nếu mà thích á